Sau đây là kết quả xổ số miền Bắc thứ 6, ngày 9 tháng 8 năm 2024. Giải 7, các vé tận cùng mang số 4, 4, 2, 2, 6, 4, 4, 8. Giải 6, các vé tận cùng mang số 6, 5, 0, 6, 3, 2, 2, 1, 3. Giải 5, các vé tận cùng mang số 7204, 0552, 4326, 0334, 1214, 3076. Giải 4, các vé tận cùng mang số 6084, 5112, 7854, 0172. Giải 3, các vé tận cùng mang số 80057, 51681, 52430, 61574, 67720, 23797. Giải nhì, các vé tận cùng mang số 67486, 01696. Giải nhất, các vé tận cùng mang số 87433. Giải đặc biệt, các vé tận cùng mang số 92142. Với mã vé số đặc biệt lần lượt là 1RE, 2RE, 3RE, 6RE, 8RE, 18RE, 19RE, 20RE.